Một buổi trưa tháng 7, vừa tan ca làm, chị Phan Thị Vân đang lao động tại Đài Loan Trung Quốc vỡ òa sau khi nhận cuộc điện thoại của con trai là em Nguyễn Việt Quang, cựu học sinh lớp 12C một trường trung học phổ thông Hậu Lộc 3, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Việt Quang thông báo với mẹ về việc mình vừa xuất sắc trở thành á khoa khối A00 của cả nước với 29,3 điểm. Cả gia đình mình rất là tự hào về con này. Con đã cố gắng nỗ lực. Mẹ biết là mẹ đã xa con rất từ khi con rất còn bé, còn rất là bé. Nhưng mà con từ bé đến giờ con luôn luôn là một cậu bé rất là ngoan, rất là biết nghe lời. Nhiều khi mẹ không ở bên cạnh con, mẹ nhớ con lắm, thương con nhiều lắm. Mẹ chỉ biết cố gắng làm sao để làm, để kiếm tiền, để có tiền để sau này để con có tiền ăn học đến nơi đến chốn đấy. Đấy là cái tâm nguyện của mẹ. Và những cái lúc mà mẹ đi làm bên này, nhiều khi mẹ rất là mệt mỏi, phải không? Nhưng mà cứ nghĩ đến con ấy, xong nhớ đến những cái điều cười mà rất là rạng ngời, một cái nụ cười thật sự là nói gì người ta sẽ nói rằng là mẹ thì đương nhiên là phải khoe con rồi, nhưng mà con có một cái nụ cười tỏa nắng từ khi con còn bé. Những cái lúc mà mẹ rất là mệt nhọc ấy, mẹ chỉ cần nhìn thấy con cười một cái thôi, cảm tưởng như là tất cả những cái gánh nặng trên vai mẹ nó chút hết xuống rồi, cảm thấy như là nhẹ tênh luôn. Nhưng lúc mà con cười ấy, từ bé đến giờ lúc nào cũng là như vậy, bởi vì con là cái động lực để cho mẹ đi sang bên này. Mẹ vượt qua được rất là nhiều khó khăn vất vả để mẹ kiếm tiền để có được ngày hôm nay con ạ. Và đến bây giờ thì mẹ được đền đáp. Mẹ đền đáp bởi vì con trai mẹ rất là ngoan, rất là giỏi. Mẹ tự hào về con lắm. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Cảm ơn con đã đến bên gia đình.